Cụm từ U lymphoma không Hodgkin thỉnh thoảng còn được gọi tắt là NHL được diễn giải như sau. Lymph là để chỉ tế bào bạch cầu lympho và oma để chỉ một khối u, nên Hodgkin đề cập tới sự vắng mặt của một loại tế bào chủ chốt được tìm thấy trong U lymphoma Hodgkin, tế bào Ritz-Tambert. Vì vậy, U lymphoma không Hodgkin là một loại u của tế bào lympho, đặc biệt là tế bào B và tế bào T. Hai loại tế bào này tồn tại chủ yếu trong các hạch bạch huyết, di truyền trong máu và hệ bạch huyết. Sự phát triển của tế bào B bắt đầu từ trong tủy xương là cơ quan lympho nguyên phát. Đó là nơi các tế bào tiền thân của tế bào B trưởng thành, trở thành tế bào B non. Tế bào B non rời khỏi tủy xương, di chuyển trong máu và cuối cùng dừng lại trong các hạch bạch huyết. Cơ thể người có hàng trăm hạch bạch huyết nằm rải rác khắp cơ thể và chúng được coi là cơ quan bạch huyết thứ phát. Mỗi hạch bạch huyết có những tế bào B tập hợp thành các nang, nằm ở vùng vỏ hay phía ngoài của hạch bạch huyết, cùng với tế bào T nằm ở cạnh vỏ hay phía dưới vỏ. Các tế bào B biệt hóa trở thành các tương bào. Chúng được tìm thấy ở vùng tủy hay trung tâm của hạch bạch huyết. Tương bào tiết kháng thể và các globulin miễn dịch, immunoglobulin. Kháng thể gắn với mầm bệnh như là virus và vi khuẩn để giúp phá hủy và loại bỏ chúng. Nhiều loại tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào B, có các protein bề mặt hay các phân tử đánh dấu, gọi là cụm biệt hóa, viết tắt là CD, đi kèm với một con số như là CD19 và CD21. Thực tế, những protein bề mặt trên một tế bào miễn dịch giống như một chiếc thẻ ID. Một tế bào B được hoạt hóa khi nó tiếp xúc với kháng nguyên, được gắn một cách hoàn hảo lên immunoglobulin bề mặt của nó. Một số tế bào B hoạt hóa phát triển trực tiếp thành tương bào và sản xuất kháng thể IgM. Một số tế bào B hoạt hóa khác lại đi vào trung tâm của các nang ở hạch bạch huyết. Và chúng biệt hóa thành các tế bào B gọi là nguyên tâm bào và bắt đầu nhân rộng hoặc phân chia. Sự nhân rộng của nguyên tâm bào hình thành một trung tâm mầm nằm ở trung tâm của nang trong hạch bạch huyết. Những nguyên tâm bào này tái sắp xếp các gen immunoglobulin và một số thực hiện quá trình chuyển đổi lớp kháng thể. Khi đó, chúng chuyển từ sản xuất kháng thể IgM sang kháng thể IgG hay IgA. Trong trung tâm mầm, nguyên tâm bào phát triển thành các tâm bào. Và các tâm bào này sản xuất kháng thể có ái lực cao với kháng nguyên. Biệt hóa thành tương bào đi vào vùng tủy hoặc thành tế bào B nhớ lưu hành trong máu và cư trú tại các hạch bạch huyết, tại lách và các mô bạch huyết ở niêm mạc hay còn gọi là mast. Sự phát triển của tế bào T bắt đầu ở tuyến ức, từ dạng tiền thân có nguồn gốc từ tủy xương. Trong tuyến ức, các nguyên bào T trưởng thành và biểu hiện CD4 ở tế bào T trợ giúp hoặc CD8 ở tế bào T gây độc, đôi khi gọi là tế bào T ức chế. Các tế bào T trưởng thành lưu hành trong máu và được tìm thấy ở vùng cận vỏ trong các hạch bạch huyết. Nói chung, U lympho được chia làm hai loại. Loại đầu tiên là U lympho Hodgkin. Chúng thường có xu hướng phát triển tại chỗ, hiếm khi lan đến các mô ngoài hạch và có tế bào Ritz-Tambert để phân biệt. Loại thứ hai là U lymphoma không Hodgkin. Chúng có xu hướng phát triển đến cơ quan xa và thường liên quan đến các mô ngoài hạch như ở da, đường tiêu hóa và não và thường không có tế bào Ritz-Tambert. Trong U lymphoma không Hodgkin thường có một đột biến gen ở một loại tế bào lympho hoặc tế bào B hoặc tế bào T. Khi điều đó xảy ra, các tế bào mà đáng ra phải trải qua quá trình apoptosis chết theo chương trình. Thì giờ đây lại nhân lên không kiểm soát, trở thành các tế bào tân sản. Thông thường, U lympho phát triển trong các hạch bạch huyết và được gọi là U lympho hạch. U lympho có thể xuất hiện ở khắp mọi vị trí trên cơ thể. Và khi chúng phát triển đến mô hay cơ quan khác như dạ dày hoặc da, chúng được gọi là U lympho ngoài hạch. Các tế bào U lympho cũng có thể đi vào trong máu và lan đến các vị trí khác của cơ thể. Nếu tế bào U lympho đến đường tiêu hóa, chúng có thể phát triển và gây tắc ruột. Nếu chúng đi đến tủy xương, chúng có thể lấn át các tế bào mầm bình thường và làm giảm số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu khỏe mạnh. Nếu chúng đi vào tủy sống, chúng có thể gây nên chèn ép tủy. Có hai loại U lympho không Hodgkin là U tế bào B và U tế bào T. U lympho tế bào B thường phổ biến hơn và các tế bào B tân sản thường biểu hiện CD20 trên bề mặt của chúng.
Cũng có đa dạng các loại u tế bào B, và một đặc điểm quan trọng là tốc độ phát triển của chúng có thể từ mức độ chậm đến phát triển ác tính hoặc rất ác tính. Loại u tế bào B đầu tiên là u tế bào B lớn lan tỏa. Đây là loại phổ biến nhất và cũng là một loại u lympho ác tính. Loại thứ hai là u lympho nang và nó là một u lympho phát triển chậm. Một cơ chế đã được biết đến gây ra sự phát triển của u lympho nang là do hiện tượng đảo đạm giữa nhiễm sắc thể 14 và 18. Trong sự hoán đổi này, hai nhiễm sắc thể trao đổi các đoạn lớn với nhau. Do đó, gen BCL2 từ nhiễm sắc thể 18 được chuyển đến nằm sau gen kích hoạt immunoglobulin chuỗi nặng trên nhiễm sắc thể 14 và dẫn đến sự biểu hiện quá mức của BCL2. BCL2 bình thường làm gần quá trình chết tế bào hay apoptosis. Do đó, sự biểu hiện quá mức của gen BCL2 ngăn cản sự chết tế bào. U lympho B loại thứ 3 là u lympho Burkitt và đây là một u rất ác tính. U lympho Burkitt cũng là kết quả của một sự đảo đạn nhiễm sắc thể. Trong trường hợp này, gen MYC chuyển vị trí từ nhiễm sắc thể 8 tới vị trí liền kề với gen kích hoạt IGH trên nhiễm sắc thể 14 và một lần nữa làm tăng sự biểu hiện của gen này. Gen MYC bình thường làm kích hoạt sự phát triển và chuyển hóa của tế bào. Do đó, sự đổi chỗ này làm tăng sự phân chia tế bào. Đối với người châu Phi, u lympho Burkitt thông thường sẽ gây bệnh ở vùng mô ngoài hạch vùng dưới hàm và thường có liên quan đến tình trạng nhiễm virus Epstein-Barr. Ngược lại, đối với những bệnh nhân ở ngoài châu Phi, u lympho Burkitt thường gây bệnh ở các mô ngoài hạch vùng bụng. Phổ biến nhất là ở chỗ nối hồi manh tràng và ít khi có liên quan đến tình trạng nhiễm virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr xâm nhiễm các tế bào lympho và có thể đưa DNA vào trong bộ DNA tế bào vật chủ, nhưng chính xác làm thế nào mà virus gây bệnh u lympho thì vẫn chưa rõ. Dưới kính hiển vi, u lympho Burkitt được miêu tả giống như bầu trời đầy sao. Đó là bởi vì các tế bào tan sản chết đi, bị bắt giữ trong đại thực bào, trở thành các thể bắt màu trông giống các vì sao li ti, và chúng nằm xen kẽ với các tế bào lympho tan sản tối màu giống như bầu trời đêm. Loại u lympho tế bào B thứ tư là u lympho tế bào vỏ, và đây cũng là một loại u ác tính. U tế bào vỏ cũng bắt nguồn từ sự đảo đoạn nhiễm sắc thể. Trong trường hợp này, gen BCL1 từ nhiễm sắc thể 11 chuyển đến cạnh vị trí gen kích hoạt immunoglobulin ở nhiễm sắc thể 14, một lần nữa làm tăng sự biểu hiện của gen này. Gen BCL1 mã hóa protein cyclin D1 kích thích sự phát triển của tế bào. Do đó, một lần nữa, sự thay đổi này dẫn tới sự phân chia quá mức của tế bào. Loại u lympho thứ 5 là u lympho vùng pin và là một loại u phát triển chậm. Loại phổ biến nhất của u lympho vùng pin là u dạng lympho ở niêm mạc hay mat. Đây là một u lympho ngoài hạch thường xuất hiện nhất ở niêm mạc dạ dày ở người có nhiễm khuẩn mãn tính, như người bị nhiễm Helicobacter pylori, một virus gây viêm dạ dày mãn tính. Cũng có những u lympho nằm ở vùng pin của hạch, xảy ra ở bên trong hạch lympho, hoặc u lympho vùng rìa lách, xảy ra trong lách. Loại thứ 6 của u lympho B là u tương bào và đây là một loại phát triển chậm. Loại u lympho này thường ảnh hưởng đến tủy xương, hạch lympho, lách và các tế bào tan sản thỉnh thoảng sản xuất immunoglobulin gọi là protein M được tìm thấy với nồng độ cao trong máu. Khi điều đó xảy ra, lượng protein thêm vào trong máu làm tăng độ nhất của máu. Và tình trạng này được gọi là tăng globulin đại phân tử Waterstrom. Một nhóm khác của u lympho không Hodgkin là u tế bào T. Loại u tế bào T đầu tiên là u tế bào T trưởng thành, nhưng nó thỉnh thoảng được nhắc đến như một loại bệnh bạch cầu, bởi vì có những tế bào bạch cầu bất thường đi vào dòng máu. U lympho tế bào T trưởng thành được cho là có nguyên do từ virus gây bệnh tế bào T ở người hay HTLV. Chúng lưu hành trong dịch cơ thể và nhiễm vào tế bào T. HTLV đưa DNA vào trong DNA của tế bào và gây nên những đột biến gen và cuối cùng dẫn tới u lympho tế bào T trưởng thành. Loại u lympho tế bào T thứ hai là u sùi dạng nấm mycosis fungoides, là một loại u lympho tế bào T ở da làm xuất hiện những mảng da trông như bị nhiễm nấm.
tế bào tên sản trong u sùi dạng nấm là tế bào T trợ giúp CD4+, và như kính hiển vi, nó có những nhân đặc trưng dạng não. Nếu những tế bào T giúp đỡ CD4+ tên sản này lưu hành trong máu, chúng sẽ gây nên hội chứng Sertoli, đó là khi có những mảng sáp đỏ hoặc ngứa trên da toàn thân. Về triệu chứng, bệnh nhân u lympho không Hodgkin thường có hạch to, không đau. Sự phóng cytokine gây nên những triệu chứng như sốt, vã mồ hôi về đêm và ruột cân. Nếu bệnh phát triển ở những mô ngoài hạch của đường tiêu hóa, có thể gây nên tắc ruột. Nếu bệnh xảy ra ở tủy xương, có thể gây mệt mỏi, dễ bầm tím và nhiễm khuẩn tái diễn. Và nếu bệnh xuất hiện trong tủy sống, có thể gây yếu liệt và mất cảm giác, thường ở chi dưới. Việc xác định bệnh u lympho không Hodgkin thường bắt đầu bằng các xét nghiệm hình ảnh, như chụp cắt lớp vi tính giúp xác định giai đoạn bệnh. Giai đoạn bệnh được xác định dựa trên sự lan rộng của hạch và mô ngoài hạch, và cuối cùng sinh tiết hạch lympho là cần thiết cho chẩn đoán. Những lựa chọn điều trị cho u lympho không Hodgkin chủ yếu bao gồm hóa trị và xạ trị, và phụ thuộc vào những yếu tố như loại u phát triển chậm hay ác tính cao và mức độ lan tràn của bệnh. Nếu u lympho có tế bào B dương tính CD20, rituximab sẽ được sử dụng. Rituximab là một kháng thể đơn dòng gắn với CD20 và dẫn tới ly giải nhờ bổ thể cũng như trực tiếp gây độc tế bào. Được rồi, tóm tắt nhanh nào. Không Hodgkin để chỉ sự vắng mặt của tế bào Ristenberg, loại tế bào chỉ có ở u lympho Hodgkin. U lympho không Hodgkin bắt nguồn từ tế bào B hoặc T, mặc dù thông thường xuất hiện ở tế bào B. U lympho tế bào B lớn lan tỏa là loại phổ biến nhất trong các u lympho không Hodgkin ở người lớn, và u lympho nang là loại phổ biến nhất trong các u lympho phát triển chậm. U lympho tế bào T bao gồm u lympho tế bào T trưởng thành, cũng thỉnh thoảng được nhắc đến như bệnh bạch cầu và u sùi dạng nấm. Video được thực hiện bởi WOMED.